Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi JLPT mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. Đó là đề thi JLPT N1 tháng 7 năm 2024. Phần thi Mojigoi, đầu tiên là môn A1. Cách đọc của chữ Hán, câu đầu tiên này. Shokuhin no nanani wo boshi suru. Các bạn thấy phần gạch chân Hán tự là chữ hủ và chữ bại, như vậy sẽ đọc là phư hai. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 1. Chữ này nó có nghĩa là hư hỏng, ví dụ dùng trong thực phẩm này, hoặc là có nghĩa là thối nát, ví dụ như là chính trị thối nát chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy Hán tự ghép là hủ và bại, thì chữ hủ này của chúng ta ấy đứng một mình nó sẽ được đọc là cừ sa, trong từ cừ sa đự. Để chúng ta sẽ ôn lại một chút nhé, bởi vì có thể là người ta sẽ hỏi trong khi đi thi. Chữ bại sẽ có âm cơn là già bư, trong từ già bư đê đự. Cái này, câu này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là phòng tránh, phòng ngừa, ngăn ngừa cái sự hư hỏng của thực phẩm. Câu số 2 này. こちらの方が何々用だ。Hán tự của chúng ta đây là chữ thô, thì đọc là gì đấy? Chúng ta có đầu tiên số 1, nhì bươi. Nhì bươi nó là chữ gì? Nhì bươi nó là chữ độn đúng không? Có nghĩa là lờ đờ. Ví dụ như là ugo kiga, nhì bươi có nghĩa là kế hoạch, cái hoạt động, cái động tác nó chậm chạp lờ đờ này. Hoặc là nhì bươi hikari là ánh sáng lờ mờ nhá. Từ số 2 là moroi. Moroi có nghĩa là giòn, mỏng manh, không phải chữ này. Arai, chính xác. Chúng ta sẽ chọn phương án 3. Arai khi viết bằng chữ thô này mang nghĩa là thô ráp, thưa. Ví dụ như là cái mắt lưới nó thưa nhau thì dùng chữ này nha. Ẩu hoặc là cầu thả này. Ngoài cái chữ này ra thì chúng ta còn một chữ nữa, đó là chữ hoang, cũng dùng arai. Số 4, yurui. Này, Hán tự là chữ hoãn. Chúng ta sẽ có chữ thô này có cách đọc âm onyomi là so. Ví dụ trong từ somatsu. Somatsu. Này. こちらの方が粗いようだ có nghĩa là có vẻ như là hình như là cái này ấy, nó thô hơn. Câu số 3. これは胃の何々を保護する薬です。Hán tự gạch chân là chữ niêm và chữ mạc. Như vậy, niêm mạc sẽ đọc là niêm mạc. Chúng ta sẽ chọn phương án 2 là phương án chính xác. Có nghĩa là niêm mạc trong tiếng Việt luôn. Đây là thuốc mà bảo vệ cái niêm mạc của dạ dày. Chữ niêm này, chữ niêm có âm cư nhomi là nề ba, trong từ nề ba rự. Này, nề ba rự. Nề ba rự có nghĩa là bám dính, dai dẳng ấy, hoặc là dính dính ấy, nề ba từ láy. Chữ mạc của chúng ta, ví dụ để chỉ các gì nhỉ? Các cái lớp màng, niêm mạc chẳng hạn. Hoặc các bạn có từ giác mạc cũng dùng cái chữ mạc này, các cơ mắc cự. Tiếp theo câu số 4. Y gaku no shinpo niyotte hitobito no nanani ga nobita. Hán tự được gạch chân là chữ thọ và chữ mệnh. Thì đây là một từ rất là quen thuộc rồi đúng không? Thọ mệnh sẽ đọc là jumyo. Jumyo chúng ta chọn phương án 2. Có nghĩa là tuổi thọ. Nhờ vào sự tiến bộ của y học mà tuổi thọ của con người đã kéo dài, con người đã sống thọ hơn. Chữ thọ của chúng ta ấy, âm cư nó là kotobuki nha. Kotobuki. Nếu bạn nào để ý thì công ty của Việt Nam mình có công ty bánh kẹo Hải Hà đấy. Ngày xưa nó để là Hải Hà Kotobuki, nó có chữ thọ này.
Câu này thì nhiều bạn sẽ nhầm sang số 3 bởi vì các bạn sẽ nghĩ là chữ mệnh đọc là mê, ví dụ trong từ mê đê, nhưng mà riêng trong từ thọ mệnh này lại đọc là miều, diêu miều. Số 3 đọc là diêu mê thì chúng ta sẽ có chữ đây. Thụ mệnh có nghĩa là nhận lệnh này. Mê đê ô ưu kê rự cô tô. Số 4 đọc là diêu mê thì là có thể là thập và danh, có nghĩa là 10 người. Cách nói trang trọng hơn so với lại Junin. Câu số 5. Một câu hỏi về âm kunyomi của chữ Hán đúng không? Của động từ. Tegami no naiyo wa watashi o nanani mono datta. Câu này đã chữ Hán này đã từng được hỏi trong các năm trước rồi. Đây là chữ giới. Chữ giới sẽ có âm kunyomi là imashimeru. Như vậy chúng ta sẽ chọn phương án đúng là phương án số 4. Câu này mang nghĩa nội dung của bức thư ấy, nó nhắc nhở răn đe thức tỉnh tôi. Chúng ta chọn phương án nhôm bằng nha. Số 1 này, Togameru. Togameru. Đây. Làm tổn thương đúng không? Không phải. Semeru là chữ check hoặc là chữ công. Tấn công này, công kích này. Nagusameru là an ủi. Câu số 6. Một câu có 3 chữ. Chữ Hán là chữ thệ, chữ ước và chữ thư. Nanani ni chomesuru toki skoshi kinchou shita. Khi mà tôi ký tên vào cái này thì tôi hơi căng thẳng. Thì chúng ta sẽ đọc như nào đây? À. Seiyakusho đúng không? Chúng ta chọn phương án đúng là 3, là bản cam kết nhé. Các từ còn lại thì không đúng. Ví dụ số 1 này đọc là keiyakusho ấy, Hán tự sẽ là chữ khế. Chữ ước và chữ thư. Nó là bản hợp đồng. Số 2, setsuyakusho. Chúng ta có từ setsuyaku có nghĩa là chữ tiết và chữ ước, có nghĩa là tiết kiệm nhưng mà không đi kèm với lại chữ thư đằng sau nhé. Số 4 là ketsuyaku thì không tồn tại. Chúng ta sẽ chọn phương án đúng là 3, có nghĩa là bản cam kết. Chữ thệ này ấy, âm kunyomi của nó là chika trong từ chikau. Chikau có nghĩa là hứa hẹn, thề thốt. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 2. Môn đề 2 này. Câu 7 nhá. Kon kai no iseki no hakken wa kore made no setsu o nanyani kara kutsugaesu mono ni nari so da. Cái việc phát hiện ra cái di tích lần này ấy, có vẻ như nó sẽ trở thành một thứ, có vẻ như là nó sẽ chúng ta có cái động từ kutsugaesu có nghĩa là lật ngược đúng không? Bác bỏ, phản bác cái giả thuyết từ trước đến nay. Thì các bạn thấy là có dấu hiệu ở đây là người ta đang để là kara. Vậy thì nó sẽ đi kèm với cái từ nào trong những cái từ này? Các bạn thấy đầu tiên số 1, từ này đọc là kyoten, đã từng được ra các năm trước. Từ kyoten này có nghĩa là căn cứ hoặc cơ sở. Đấy, ví dụ như là cơ sở bán hàng, chúng ta có thể dùng từ hanbai kyoten này đấy, hoặc cơ sở căn cứ quân sự đúng không, cơ sở quân sự sẽ là gunji kyoten. Nó sẽ không phù hợp trong trường hợp này nhá, chúng ta sẽ không chọn. Một, số 2, konte. Từ này đọc là konte, Hán tự là căn và đẻ, có nghĩa là gốc rễ, và cụm cố định của nó là konte kara có nghĩa là từ tận gốc, từ tận sâu trong cùng của vấn đề, của bản chất. Chúng ta sẽ chọn phương án đúng là phương án số 2. Nhi bằng là phương án chính xác. Conte cara là một cụm cố định đúng không? Từ tận gốc này. Lật ngược lại. Số 3 nhé, các bạn có Hán tự là chữ nguyên và chữ bản đúng không? Từ này đọc là game.
Game Pong. Nguyên bản có nghĩa là bản gốc nguyên bản, nó dùng cho tài liệu sách vở, ví dụ như là Game Pong no Shosetsu đúng nhỉ? Đấy, cuốn tiểu thuyết nguyên bản chẳng hạn. Không phù hợp. Số 4, chúng ta có Hán tự là chữ nguyên và chữ tổ, đọc là Ganso. Ganso này có nghĩa là tổ sư, cha đẻ hoặc là ông tổ của một cái lĩnh vực, một cái ngành nghề nào đó, hoặc là cái người đầu tiên sáng lập ra một cái gia đình, thì chúng ta dùng cái chữ này. Không phù hợp, đúng đây phải là số 2. Câu số 8. Ichinen de ichiban isogashi jiki nano de kyujitsu wo nanani shite hatarai te imasu. Bởi vì là cái thời kỳ bận rộn nhất trong một năm, cho nên là tôi làm việc mà gì đó cái ngày nghỉ. Chúng các bạn cùng xem các từ nhá. Phần lớn các từ này thì đều là những từ đã từng được ra trong các năm rồi. Số 1 này các bạn có Hán tự, đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ ký và chữ phó đúng không? Kifu. Kifu có nghĩa là quyên góp. Đấy. Thông thường nó sẽ là quyên góp tiền hoặc là vật chất nhằm giúp đỡ một cái đối tượng nào đó. Cái cụm từ cố định thường đi kèm với nó sẽ là kifu tsunoru. Đấy. Hoặc là các bạn có từ irui đúng không? Iruyo kifusuru có nghĩa là quyên góp quần áo. Kifuking là tiền quyên góp. Số 2 là một từ rất là được JLPT ưa thích ra rất nhiều lần rồi. Đây là Hán tự là chữ hoàn và chữ nguyên. Đọc là Kangen. Kangen. Từ này có nghĩa là hoàn trả. Ví dụ như là hoàn trả lại lợi nhuận, hoàn trả lại lợi ích đúng không? Đấy. Diekyo Kangen suru nhá. Ở trong hóa học thì nó có nghĩa là khử. Ví dụ như là khử oxit sắt thì sẽ được sắt kim loại đấy. Không phù hợp này. Số 3 chúng ta có Hán tự đây là chữ tiến và chữ trình. Chữ tiến và chữ trình đúng không nhỉ? Đọc là shinte. Nhưng mà tiến trình này nó không mang nghĩa là quy trình đâu, mà nó có nghĩa là tặng. Cái chữ trình này có nghĩa là tặng chứ không phải là trình trong từ quá trình. Đấy. Từ này sẽ dùng trong trường hợp như là chúng ta tặng hoa này. Có thể dùng là Hanataba chẳng hạn này. Có thể dùng với từ home, tặng sách, đúng không? Tặng cái tác phẩm mà mình tự viết. Jicho. Ồ, shinte suru nha. Chúng ta sẽ dùng như vậy. Vậy thì chỉ còn số 4 thôi. Đây đọc là Henjo. Henjo Hán tự là phản và thượng. Từ này có nghĩa là không lấy. Đấy. Chúng ta không quyết định không lấy một cái gì đó. Ví dụ như là Kyujitsu Henjo suru. Đây, chúng ta làm mà chúng ta không lấy ngày nghỉ. Lẽ ra là được nghỉ thì chúng ta là gì đây? Chúng ta không nhận lấy cái đó. Thì cụm cố định đi kèm với lại Kyujitsu sẽ là số 4. Phương án đúng của chúng ta sẽ là phương án này, là chính xác. Gần như là các môn đai của N1 ấy, các bạn sẽ cần phải chú ý cái cụm đi kèm với nó là gì. Đấy. Bởi vì nếu mà chỉ dựa vào nghĩa không thì sẽ thấy có nhiều từ cũng tương đối là dễ gây nhầm lẫn nếu dịch sang tiếng Việt nhá. Các bạn sẽ chọn cái phương án như thế. Tiếp theo, chúng ta sang câu số 9 này, một câu về động từ phức. Gaibu kara no thôi awase no denwa wa yoken wo kakunin shite tantou sha ni nani nani kudasai. Cuộc điện thoại liên hệ từ bên ngoài thì hãy làm sao? Hãy xác nhận cái yoken, cái nội dung chính. Đấy. Tức là họ gặp, họ gọi để làm gì đấy. Rồi gì đó cho người phụ trách. Các bạn tự cùng xem các phương án nhé. Số 1. Từ này đọc là kurikoshite. Kurikoshite. Kurikoshite có nghĩa là cộng dồn. Đấy, ví dụ như là cộng dồn cái ngày phép đúng nhỉ? Cộng dồn ngày nghỉ có lương chẳng hạn. Các bạn sẽ có từ yukyu. Kyuka sẽ đi kèm được với lại từ kurikoshite nhá. Hoặc các bạn có thể cộng dồn cái khoản tiền còn lại này,
Đấy, Jagaku. Ô, Kurikos. Chúng ta cộng dồn những cái gì nhỉ? Những cái mà chưa kết thúc ở một cái giai đoạn này chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Ví dụ dùng cái thời gian là như vậy. Từ số 2 là gì đây? Sashi kaete. Sashi kaete, Hán tự nó mang nét nghĩa của từ kaeru này, có nghĩa là thay đổi. Đấy. Ví dụ chúng ta có từ gì đây nhỉ? Chúng ta có từ hana này, thay hoa này. Thay bangumi này, thay chương trình này. Thay trà này, đúng không? Đi với chữ ô sashi kaete. Sashi kaeru. Chúng ta thay những cái cũ đi, những cái không dùng được nữa, có những cái chúng ta muốn đổi rồi chúng ta cho cái mới vào thì dùng cái này. Đây không phù hợp với bối cảnh này. Cái câu số 9 này thì các bạn sẽ rất là dễ nhầm cái câu 3 với câu 4. Câu số 3 này, từ này đọc là hiki watashite. Hiki watashite có nghĩa là bàn giao. Này, các bạn nghe thấy các bạn nghĩ rằng là cái này chắc là đúng rồi đúng không? Nhưng mà cái từ bàn giao này nó mang nghĩa là một cái đồ vật hoặc là một cái người nào đó ở trong tay chúng ta. Chúng ta gì nhỉ? Chúng ta chuyển cho người khác. Rõ ràng đây không phải là đồ vật hay là một người đúng không? Ví dụ chúng ta các bạn có thể là bàn giao cái kẻ khả nghi, kẻ tình nghi cho cảnh sát nhá. Yogisha này. Đấy. Hoặc là bàn giao cái eigyo ken, cái quyền kinh doanh. Thì các bạn dùng. Vậy thì ở đây các bạn thấy có hint tội là điện thoại đúng không? Các bạn chuyển cho người cấp trên ấy thì bắt buộc các bạn phải dùng phương án số 4, từ Torii tsuide. Đấy, từ này có trong Mimikara. Có nghĩa là chuyển hoặc là truyền đạt đúng nhỉ? Chúng ta gì đây? Chúng ta nhắn nhủ đấy, những cái điều quan trọng cho một đối tượng khác, hoặc là các bạn gì nhỉ, các bạn chuyển máy cho người khác thì sẽ dùng. Ở đây các bạn sẽ phải chọn phương án số 4 nhá. Tiếp theo câu số 10 này. Atarashii sekatsu e no kitai to fuan ga nanani shi kimochi ga ochitsukanai. Những cái kỳ vọng và những cái bất an nó làm sao đó với cuộc sống mới và tôi không thể bình tĩnh được. Các từ từ số 1, kosaku. Kosaku có nghĩa là lẫn lộn, đan xen. Những cái mang tính chất thường là đối lập ấy, nó gì đây nhỉ? Nó hòa lẫn, nó trộn lẫn vào nhau thì rõ ràng các bạn thấy ở đây có dấu hiệu là từ kitai và từ phương là hai cái đối lập với nhau đúng không? Nó đan xen nhau. Các bạn sẽ chọn phương án đúng là một nhá. Ichiban. Từ số 2 là kongo. Cái từ này các bạn sẽ nhầm thế này. Hán tự của chúng ta là Hán tự là chữ hỗn và chữ hợp. Thì từ này có nghĩa là cũng mang một phần nét nghĩa gọi là trộn lẫn, phối hợp ở trong tiếng Việt nếu dịch như thế. Nhưng mà với từ Congo ấy thường nó sẽ đi kèm với một số biểu hiện như sau, ví dụ như là chúng ta trộn thuốc Yakuhin chẳng hạn này. Yakuhin o Congo suru. Đấy. Này, trộn các loại dược phẩm với nhau này. Hoặc là có thể dùng trong cái trường hợp nhá, đó là cả nam và nữ cùng phối hợp đúng nhỉ? Chúng ta có cụm từ danjo kongo. Đấy, hay là các bạn có từ phân bón tổng hợp, phân bón trộn các loại với nhau ấy, kongo hideo. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Người ta sẽ có thể hỏi lại những cái phương án mà không được chọn như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái lần trước người ta đã ra Henjo này hay là cô xác cự ở trong cái phần ở phương án không chính xác để gây nhiễu rồi, thì bây giờ có thể là người ta sẽ hỏi lại những cái từ như là Congo hay là Sinte vân vân. Các bạn hãy ôn thật kỹ, xem thật kỹ vào. Số 3, Hán tự là liên và động. Đọc là Dendo. Dendo có nghĩa là kết nối, liên kết, đồng bộ với. Đấy. Chúng ta sẽ có dùng trong bối cảnh là gì đây nhỉ? Khi mà một cái hoạt động ấy thì một cái thiết bị khác nó sẽ cũng hoạt động theo, nó dùng như vậy. Hoặc là một cái khái niệm nó liên kết tới cái khái niệm khác, chẳng hạn như các bạn có thể dùng từ
Dê ga cự chẳng hạn. À đây, word nó có sẵn luôn này, ví dụ này này. Đây. Dê ga cửa siêu niu ni đen đô sự, có nghĩa là cái khoản tiền thuế ấy, nó kết nối với thu nhập, nó liên quan tới thu nhập. Thu nhập càng cao thì khoản tiền thuế càng cao, kiểu như thế. Số 4, từ một rất là quen thuộc rồi. Hampatsu. Từ hampatsu này có nghĩa là chống đối, kháng cự, đúng không nhỉ? Chúng ta không chấp nhận cái lời nói hoặc hành động của người khác, chúng ta cảm thấy phản ứng rất là mạnh, thì các bạn hay dùng ví dụ như là từ hambayo kau, đấy, chuốc lấy cái hampatsu chứ, xin lỗi, chuốc lấy cái sự phản đối, chống đối. Ở đây đúng phải là một nhá. Câu số 11 này. Tonel goji ga hajimatte 1 nen ni naru ga jiban no yowai gasho ga ari goji wa nanani shiteiru. Tonel ở đây là cái đường hầm. Cái việc thi công đường hầm ấy bắt đầu được một năm rồi, nhưng mà có những cái chỗ jiban, đây là nền đất nó yếu, nên là cái việc thi công nó đang làm sao. Các bạn cùng xem các phương án. Từ đầu tiên hán tự là chữ nan và chữ hành. Nanko thì nghĩa gốc của từ này ấy, đấy, nan hàng, xin lỗi, không phải là nan hành, ở Hán Việt là hàng nhé, hàng trong từ hàng hải ấy. Nghĩa gốc của nó là cái việc mà ra khơi đi lại của tàu bè trở nên khó, bị khó khăn ấy. Đấy, nghĩa chuyển của nó có nghĩa là khó khăn, trì trệ bởi vì gặp nhiều chướng ngại đấy, và thông thường đi kèm với lại những cái từ như là Hanashi này, cái việc trao đổi bàn bạc, đúng không, cái việc đàm phán cô số, hay là cái việc thi công đấy. Các bạn thấy có từ cô gì rồi, các bạn sẽ chọn được phương án chính xác là phương án số 1, năng cổ với hint tội là cô gì. Chúng ta có từ số 2. Từ số 2 là hán tự là chữ chữ D và chữ mê, đúng không? Đó là tê mê. Từ này thường mang nghĩa là mờ mịt, trì trệ. Nó dùng để diễn tả cái nền kinh tế, hay đi với từ kê kỳ. Đấy. Kê kỳ go tê mê sự có nghĩa là nền kinh tế trì trệ, mềm mờ mịt, không khởi sắc. Hoặc có thể dùng với từ uriage, cái doanh số, cái doanh thu nó không khả quan. Từ số 3 là chữ suy thoái, suy tài. Này, từ này thông thường dùng trong trường hợp gì nhỉ? Văn hóa này. Bưng cờ. Từ này lại không thường dùng trong kinh tế đâu các bạn nhé. Ít khi người ta nói là kê dai đó, suy tài. Kinh tế suy thoái người ta dùng từ tê mê hoặc từ ha tan là khủng hoảng. Bưng cờ hoặc là từ sang gyo. Các ngành sản xuất nó suy thoái. Từ số 4, hán tự là chữ thoát và chữ lạc, đạt chữ ra cử. Từ này mang nghĩa là thất lạc, ví dụ như là tài liệu thất lạc ấy, có vài trang nó bị mất thì cũng dùng cái từ đạt chữ ra cử này. Ngoài ra còn dùng với nghĩa là tụt lại đấy, không theo được một tổ chức hoặc là một gì nhỉ, một cái nhóm nào đó mà trước giờ mình cùng nhau làm một hành động, ví dụ như là học kém quá không theo được các bạn trong lớp học N1 chẳng hạn, cũng dùng từ đạt sư đa cự này. Đây đúng nhất phải là một. Câu 12, một câu về từ láy này. Kaijo wa hitobito no hanashi koe de nani to sawagashiku announce ga yoku kikoenakatta. Cái hội trường ấy nó ồn ào bởi tiếng nói chuyện của mọi người nên tôi không nghe thấy rõ cái tiếng thông báo. Vậy thì dấu hiệu ở đây là gì đây? Là từ sawagashiku, thì phù hợp nhất sẽ là từ nào trong những từ này? Số 1 này, jiwa jiwa. Jiwa jiwa có nghĩa là dần dần, từ từ. Đấy, ví dụ như là shakin ga jiwa jiwa to fueru có nghĩa là cái khoản nợ nó dần dần nó tăng lên. Hay là osen ga jiwa jiwa to hirogeru, hirogaru có nghĩa là ô nhiễm dần dần nó mở rộng, thì sẽ dùng. Đây chứ không phù hợp.
nó thường đi kèm với lại những từ diễn tả cái sự mở rộng, cái sự lan ra, cái sự ngấm vào thì dùng cái từ jiwa jiwa này. Câu số 2 là dorodoro. Dorodoro cái nghĩa đầu tiên của nó nghĩa là rền vang, nó dùng để diễn tả tiếng sấm hoặc tiếng pháo từ đằng xa nó nổ sẽ dùng nhá, hoặc là nó dùng với trường hợp là tan chảy. Ice cream nga dorodoro ninata là kem nó tan chảy này. Đấy, hoặc là nhớp nhúa bẩn bởi gì nhỉ? Bởi dầu mỡ vết bẩn cũng dùng cái từ dorodoro này. Để bối cảnh là tiếng ồn thì không dùng. Số 3 gaya gaya chính xác đúng không? Cái này có nghĩa là nhiều người nói chuyện và gây ra cái sự ồn ào. Đúng đây phải là số 3, sao bằng. Nếu bạn nào đã xem cái phần thi ôn tập, cái phần chữa đề ôn tập mà trước khi thi giao PT vừa rồi ấy, thì các bạn sẽ thấy có câu là Sensei đã từng chữa, mặc dù không chọn gaya gaya nhưng mà phương án nó có cái từ này và đã nói là mang nghĩa là ồn ào rồi. Câu số 4 này, beta beta có nghĩa là dinh dính, nhớp nháp, bết, ví dụ như là tóc bết chẳng hạn, hoặc là hai người cứ dính chặt lấy nhau ấy, không chịu rời ấy, đúng không? Thì cũng dùng beta beta. Hoặc là trong trường hợp mồ hôi nó đổ ra ấy, và nó khiến cho cái quần áo nó cứ nhớp nháp, nó dính dính vào người mình thì dùng cái từ này luôn nhé. Câu số 13, câu cuối cùng của phần môn đề 2. Thôza ni sasowareta ga amari kekken ga nai no de minna no gì đó ni naru to omoi kotowatta. Tôi đã được rủ đi leo núi nhưng mà bởi vì không có kinh nghiệm mấy cho nên tôi nghĩ là mình sẽ gì đó mọi người và tôi đã từ chối. Các bạn thấy các phương án này, số 1 là honeori. Honeori này nó không mang nghĩa là gãy xương đâu bạn nha. Từ honeori này có nghĩa là cái sự cố gắng hết mình. Đấy, cái sự vất vả, lao tâm khổ tứ. Ví dụ như là honeori ni kansha shimasu, đó là tôi cảm ơn cái sự nỗ lực hết mình của bạn. Không phù hợp trong bối cảnh này. Số 2 này, asite hoặc là aside ma toi có nghĩa là cản trở, vướng chân tay. Đúng rồi, chúng ta sẽ chọn phương án số 2. Tôi ít kinh nghiệm đúng không? Mà tôi đi ấy thì tôi sẽ gây ra vướng víu cản trở cho mọi người. Dấu hiệu là min no và nani nani ni naru nhá. Số 3 này, đây là udame. Udame là không như mong đợi. Và số 4 là oyobi goshi. Oyobi goshi có nghĩa là thái độ lưỡng lự e dè. Đấy. Không đúng, chúng ta sẽ chọn phương án số 2. Môndai số 3. Môndai sang. Câu 14 này. Kore wa A sha ni itaku suru koto ni shita. Từ được gạch chân là chữ Hán là chữ ủy và chữ thác. Itaku thì mang nghĩa là ủy thác, ủy nhiệm. Các bạn xem từ nào mang nghĩa ủy nhiệm này. Số 1 modosu là làm quay trở lại, không phải. Số 2 okuru là gửi. Số 3 là makaseru là giao phó, nhờ vào. Đúng rồi. Phương án sam bằng là chính xác. Câu số 4 là yuzuru là nhường nhượng lại, không phải nhờ một đối tượng khác, nó không phải là nhượng lại cho họ nhé. Đấy, chúng ta phải chọn phương án số 3. Tôi đã quyết định là chuyện này sẽ ủy thác cho công ty A. Câu số 15, một từ rất quen thuộc, sugasugashi. Sono hanashi o kiite sugasugashi kibun ni natta. Sau khi nghe câu chuyện đó thì tôi có một cảm xúc rất là dễ chịu, thoải mái. Nếu mà viết Hán tự sẽ là chữ thanh đúng không? Đây. Thì từ nào đồng nghĩa với nó? Số 1 các bạn có yu utsu. Yu utsu Hán tự là chữ ưu và chữ uất, có nghĩa là u uất, buồn bã, không phải. Số 2, sawayaka. Sawayaka Hán tự là chữ sảng, có nghĩa là sảng khoái, thoải mái. Đúng rồi, phương án đúng là phương án số 2. Câu này người ta hỏi mấy lần rồi, cái từ sugasugashi. Tanoshi là vui và natsukashi là nhung nhớ, hoài niệm. Không đúng. Câu số 16, Reform no hiyo kumen suru hitsuyo ga aru. Các bạn lưu ý cái từ nào là kumen nhé, không đọc là komen đâu nha. Từ này đã từng được hỏi ở phần cách dùng từ của những năm trước rồi. Đề này xem có vẻ như là ra khá là nhiều đề của khá là nhiều cái phần từ vựng của các năm trước.
cần thiết phải xoay sở cái chi phí để reform, để sửa lại, chỉnh trang lại, trùng tu lại. Thì từ nào đồng nghĩa với từ xoay sở chạy vại này? Heras là làm giảm này, không phải. Kesan sử là tính toán, không đúng. Yoi sử là chuẩn bị. À, thấy có vẻ nét nghĩa là cũng giống giống rồi đúng không? Shihara là trả. Đúng, ở đây phải là số 3 nhé. Tôi xoay tiền đúng không nhỉ? Tôi chuẩn bị tiền. Câu 17 này. Sore wa shigoto no dogu nanda ga zonzai na atsukai o sarete wa komaru yo. Đó là cái dụng cụ để làm việc. Nhưng nếu như mà sử dụng một cách zonzai là gì đây? Một cách thô lỗ, ẩu, qua loa. Đấy, ở đây là với dụng cụ đồ vật chúng ta phải dùng là ẩu. Nếu mà dùng ẩu ấy thì sẽ rắc rối đấy. Có thể nó gây ra cái hỏng hóc hoặc là nó sẽ gây ra cái nguy hiểm cho người kia chẳng hạn. Đấy là kết quả của Maru, đúng nhỉ? Còn dùng ẩu sẽ là đồng nghĩa với từ nào? À, zonzai và Jatsuna là đồng nghĩa với nhau đúng không? Ẩu, qua loa, thô lỗ này. Chính xác là một nhá. Số 2 là Henna là kỳ quặc, kỳ lạ, không phải. Số 3 Kikenna là nguy hiểm. Không phải, nguy hiểm là cái ở phần vế sau này. Đấy. Chứ không phải là phần vế zonzai nào. Goin là tự ý ép buộc hoặc là gia trưởng, không đúng. Câu 18. Otoko no ko wa chichioya no hanashi o unadarete kiteita. Cậu bé đúng không? Cậu bé nghe câu chuyện của bố ấy, cậu bé unadarete. Cái này đã từng được ra ở phần cách dùng từ của một năm rồi. Có nghĩa là ủ rũ, gục xuống. Thì chúng ta xem cái từ nào đồng nghĩa này. Số 1 Fuzaketa thay đổi đệ là với một cái thái độ cợt nhả. Không phải. Nhắm mắt, một cái biểu cảm nghiêm túc và cúi xuống. Đúng nhất đây vì là số 4 đúng không? Ủ rũ gục xuống thì sẽ là Yombang là chính xác. Các bạn sẽ chọn 4 nhé. Tiếp theo câu số 19, câu cuối cùng của môn bài này. Akuten ko niyoru koji no okure wa tanto sha ni totte okina dageki datta. Hán tự là dageki là hán tự là đả kích, có nghĩa là thiệt hại hoặc là cú đánh, tổn thất. Cái việc chậm thi công do cái thời tiết xấu ấy, nó là một cái thiệt hại lớn cho người phụ trách. Các bạn có câu số 1, phương án số 1. Accidento. Accidento là gì đây nhỉ? Hán tự nó sẽ là chữ này. Đây. Ở trong tiếng Anh nó là accident, có nghĩa là tai nạn. Không phải. Số 2. Tabu. Điều cấm kỵ. Nó gần giống là từ kimotsu ấy. Số 3. Pressure đúng không? Sức ép, từ này học từ N2 rồi. Sức ép hoặc là áp lực tâm lý. Số 4 damage là gì đây nhỉ? Tổn thất, thiệt hại đúng không? Chính xác là 4 nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sang môn đài cuối cùng. Môn đài cách dùng từ. Câu 20. Hán tự là phong và chào. À đây là một từ của Mimikara này. Từ này đọc là gì các bạn? Fucho. Có nghĩa là trào lưu, xu hướng hoặc là phong trào. Thông thường nó đi kèm với lại một số cụm cố định các bạn nên nhớ, đó là gì nhỉ? Jidai chẳng hạn. Đấy. Jidai này. Shakai này. No. Fucho. Trào lưu của thời đại. Trào lưu của xã hội. Đúng không? Hoặc là các bạn có từ Fucho. Nhi. Sakarau, đi ngược lại trào lưu. Đấy, sẽ dùng cái từ này. Câu 1. Honda-san wa itsumo fucho no fashion ni mi o tsutsunde iru. Cậu Yamada, cậu Honda ấy, thì lúc nào cậu ấy cũng mặc những cái bộ trang phục trào lưu, xu hướng phong trào. Đối với thời trang, chúng ta không dùng từ fucho này nhé, chúng ta phải dùng từ ryuko. À, mặc dù hai từ mang nghĩa gần gần giống nhau nhưng mà cái trend, cái gọi là cái trend, cái xu hướng về thời trang, phong cách ăn mặc ấy thì các bạn phải dùng cái chữ Ryuko này mới đúng. Câu số 2 này.
何事も経済的な効率で判断するのが今の社会の風潮だ。cái việc mà đánh giá mọi thứ bằng cái hiệu suất kinh tế nó là cái trào lưu của xã hội bây giờ, đúng rồi, xu hướng của xã hội bây giờ. Chúng ta sẽ có từ sẽ cái nôi là một cụm cố định, đúng là hai. Câu số 3 này, chi kê no kan kê de kono atari wa natsu ni ame ga furi yasui fu chou ga aru, do liên quan tới địa hình mà cái vùng này nó có cái trào lưu là mùa hè dễ mưa. Cái này chúng ta không dùng trào lưu, cái này các bạn phải dùng từ kê cô đối với lại tự nhiên, đối hiện tượng tự nhiên phải dùng từ khuynh hướng. Câu số 4 này, Kyoto no machi o aruite koto no fucho tanoshinda. Tôi dạo bước ở con phố Kyoto, tôi tận hưởng cái phong trào của thành phố cổ, không đúng đúng không? Cái này phải dùng từ fuke, tôi tận hưởng cái phong cảnh. Đấy. Hoặc là có thể dùng từ fungiki cũng được, cái bầu không khí. Câu số 21. Motarasu, à lại là một từ mimikara này. Từ motarasu này có nghĩa là mang lại, mang tới, gây ra. Thông thường nó sẽ là những cái khái niệm mang tính chất tương đối trừu tượng. Ví dụ như là sai gai này. Đấy. Thảm họa này, đúng không nhỉ? Hay là tai đít sự này. Cái sự đối lập này. Ủa? À, đang bị tai đi sự đối lập, đúng không nhỉ? Mang lại lợi ích này, gây ra sự thay đổi hình cờ, hoặc là mang lại kết quả kịch cờ này. Đây những từ này nhá. Ô, mô ta ra sự mang lại những cái này, gây ra những cái này. Chúng ta cùng xem. Câu 1. Cái sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật nó đã mang lại, nó đã mang tới cái kết quả lớn, cái sự thay đổi lớn ở trong đời sống của chúng ta, đúng rồi. Hinto là hên cờ, đúng không? Hên cờ, do chọn phương án số 1 là chính xác. Câu số 2 này. Kono mezurashii okashi wa Miyashita san ga kaigai kara motarashita omiyage desu. Cái loại kẹo quý hiếm này là cái quà mà anh ấy mang lại từ nước ngoài, cái này mang về đúng không? Mang về các bạn phải dùng từ mochi kaeta, mochi kaeru thì mới chính xác. Một cái đồ vật cụ thể thì dùng cái từ này. Câu số 3 này, em trai tôi ấy thì mỗi sáng nó đều chạy bộ ở công viên để mang lại thể lực. Đối với thể lực thì chúng ta không dùng từ này đúng không? Để có thể lực, để trang bị thể lực chúng ta dùng từ tsukeru. Hoặc các bạn có thể dùng để nâng cao thể lực cũng được, dùng từ kojo saseru. Mới đúng. Câu số 4 này. Cái kế hoạch đó ấy, đấy thì nó làm sao đây nhỉ? Nó đang có một cái dấu hiệu, một cái triển vọng. Đấy. Là gì đây nhỉ? Sẽ không được thực hiện, đúng không nhỉ? Đang có một cái kiểu như là cái dấu hiệu ấy, là kế hoạch đó nó sẽ không được thực hiện cho đến khi nào thành phố họ mang lại cái sự cho phép, sự đồng ý. Có nghĩa là thành phố họ cho phép thì kế hoạch mới được thực hiện. Thì trong trường này chúng ta cũng không dùng được dùng từ mô tả đa sự, các bạn phải dùng từ đa sự nhá. Thành phố họ cho, đúng nhỉ, họ đưa ra cái sự cho phép thì mới đúng. Câu số 22, hán tự của chúng ta là chữ triệt và chữ hồi. Từ này đọc là tịch cày. Tịch cày này có nghĩa là rút lại hoặc là hủy bỏ. Đấy, những cái thứ mà chúng ta đã nộp, những thứ chúng ta đã nộp, những cái thứ mà chúng ta đã phát biểu công khai ấy, thì chúng ta rút lại, chúng ta không nộp nữa, chúng ta coi như là chúng ta không nói cái điều đó nữa. Thông thường nó sẽ đi kèm với những từ mang tính chất tương đối cố định, ví dụ như là chúng ta rút lại cái phát ngôn trước đó, đúng không? Zengen hay là Hatsugen này, rút lại phát ngôn này, rút lại cái rên ghen là cái lời nói trước đây, rút lại cái đơn từ trước
Đấy, chúng ta nộp nhưng mà chúng ta xin rút lại nhá, hoặc là rút lại cái yêu cầu yêu không yêu cầu nữa, sẽ đi với từ này, chúng ta cùng xem từ nào phù hợp. Bởi vì tuyết nó trở nên hagesiku, tuyết nó trở nên rất là dữ dội, rơi rất là dày, nên là ở giữa chừng ấy thì tôi đã rút lại cái việc leo núi và tôi quay về cái Yamagoya đây, kiểu cái lều nghỉ ấy. Cái này các bạn không dùng từ tịch cai, các bạn phải dùng từ chiushi. Tôi đã hủy cái việc leo núi này, đúng nhỉ? Tôi đã tạm nghỉ. Câu số 2 này. Tôi bị cúm cái ngày trước khi đi du lịch và tôi đã rút lại cái yoyaku, cái đặt trước của khách sạn. Yoyaku là đặt trước, bây giờ chúng ta sẽ không đặt trước nữa, các bạn không dùng từ này, các bạn dùng từ canceru. Canceru thì mới chính xác. Câu số 3 này là gì nhỉ? Ngài Mizuno đúng không? Thì đã rút lại ngay lập tức, à, buổi chiều đã rút lại ngay lập tức cái phát ngôn mà đã nói ở trong buổi gặp mặt phóng viên lúc sáng. Lúc sáng nói một câu, nói một cái phát ngôn nào đó và buổi chiều rút lại ngay. Đúng rồi. Hintotsu là Hatsugen. Các bạn sẽ chọn phương án đúng là 3 nhé. Cái môn này này ngoài dịch nghĩa thì chúng ta phải biết được cái cụ cố định đi kèm thì chúng ta mới làm được. Câu 4. Anh ấy này. Anh ấy nghe nói là rút lại cái lộ trình, cái con đường là trở thành bác sĩ và chuyển sang nhắm tới, hướng tới việc trở thành nhạc sĩ. Cái này phải là thay đổi đúng không? Cái từ shinro nó đi kèm với từ henko là cụm cố định. Thay đổi cái dự định, thay đổi cái con đường đi, thay đổi cái đường hướng sắp tới. Câu 23. Hán tự là chữ bổ và chữ điền. Từ này đọc là hoten. Hoten này có nghĩa là bù vào. Đấy, những cái phần nào mà còn còn thiếu, những cái phần nào mà bị tổn thất ấy thì chúng ta làm sao đây? Chúng ta bổ sung thêm đấy để cho nó, để lấp đầy nó nhá. Để nó không còn thiếu nữa thì chúng ta xem cái nào phù hợp. Câu 1 này. Đọc kỹ giấy tờ và hãy bù vào những cái chỗ cần thiết. Không phải đúng không? Cái này chúng ta sẽ không dùng mà chúng ta phải dùng chữ gì đấy. Đây là trong trường hợp là giấy tờ, tài liệu thì chúng ta phải nói là key new, là điền vào. Điền những cái cần thiết vào cái khoảng trống. Câu số 2 này. Cái lúc mà vã mồ hôi khi luyện tập ở trong trời nóng ấy thì điều quan trọng là bù vào cái lượng nước. Nhiều bạn sẽ nghĩ là bù vào lượng nước này đây, nhưng không phải đúng không? Cái này chúng ta đã đi với từ sui bưng, lượng nước chúng ta phải dùng từ hô kêu, bổ sung nhá. Đấy, thì mới chính xác. Câu số 3 này. Cái khoản lỗ mà phát sinh do cái công cuộc, cái sự nghiệp mới ấy thì tôi đã quyết định là bù bằng cái lãi của cái ngành nghề khác, của cái công việc khác. Đúng rồi. Phương án 3 là phương án chính xác. Lấy nọ bù kia đúng không? Đấy, ví dụ như là bán gì nhỉ? Bán một mặt hàng lỗ bởi mặt hàng đấy, nhưng mà gì đấy, dùng một mặt hàng khác để bù vào thì cũng dùng cái trường này. Hiện tượng của chúng ta là từ Akaji. Akaji Hoten là bù lỗ. Ngoài cái từ Akaji, các bạn có dùng từ Sonshitsu. Sonshitsu Hoten là bù cái thiệt hại. Câu số 4 này. Trong lúc mà tôi nghỉ bởi vì bị cúm ấy thì mọi người đã hiệp lực và bù vào công việc của tôi, đây phải là làm thay đúng không? Làm giúp. Ta dùng từ Daiko. Đây. Tiếp theo chúng ta sang câu số 24. Một câu về katakana. Constanto, Constanto. Từ này chắc là nhiều bạn đã thấy rồi đúng không nhỉ? Nếu bạn nào mà học cái cuốn Goi de Kiru mà sensei biên soạn ấy, thì các bạn sẽ thấy cái từ này. Constanto là constant, có nghĩa là đều đặn, bền vững, bất biến. Đấy, hoặc là trong toán học thì nó mang nghĩa là hằng số đấy. Cái từ này ấy, thông thường nó mang nghĩa chỉ gì nhỉ? Một cái không đổi. Ví dụ như là các bạn có Constanto.
Này, Constanto na này có thể dùng như một tính từ đuôi na. Constanto na shueki đúng nhỉ? Lợi nhuận không đổi này. Thành tích. C kỳ thành tích ổn định đúng không? Không bị lúc lên lúc xuống mà cứ giữ vững, hay là cái nhu cầu không đổi, yo. Ngoài ra thì nó còn dùng với cái trường hợp đi với động từ nhá, thông thường này, Constanto nhi đằng sau động từ, ví dụ như là Constanto nhi uderu là bán lúc nào cũng bán được. Đấy, hay là Constanto nhi au là gặp thường xuyên, Constanto nhi denak sự là liên lạc thường xuyên đều đặn. Chúng ta sẽ cùng xem cái nào phù hợp. Câu 1. Sản phẩm này kể từ khi bán ra ấy, thì mỗi tháng đều đang bán được ổn định khoảng 50 cái. Chính xác đúng không? Cái dấu hiệu là mỗi tháng mức độ này giống nhau và đi kèm với cụm từ này. Chúng ta chọn phương án đúng là một. Câu số 2 này. Tôi xem bộ phim này là lần thứ 3, nhưng mà lần nào xem ấy thì tôi cũng cảm động một cách gọi là constanto. Cái này không đúng đúng không? Lần nào xem tôi cũng luôn luôn cảm động. Này dùng từ zuneni. Hoặc các bạn có thể bỏ luôn cái từ constanto này đi cũng được. Nando mitemo kando suru đã mang nghĩa là lần nào xem cũng cảm động rồi. Câu số 3. Đèn ở trong công viên ấy, không biết là có phải để không biết có phải là để phòng chống tội phạm hay không, mà trong đêm ấy nó được bật không đổi. Cái này phải là được bật suốt đúng không? Rất tội. Thầy cô Ishigawa này, nghe nói là đã quá 70 tuổi rồi, thế nhưng mà vẫn trẻ trung không đổi. Cái này chúng ta không dùng, cái này phải dùng từ Mada. Mada Wakawakashi đó là vẫn. Đúng đây phải là một nhá. Với câu số 25, câu cuối cùng. Từ zubari, một phó từ. Zubari này nó có nghĩa là phăng hoặc là xoẹt khi chúng ta cắt đúng nhỉ? Đấy, dùng dao dùng kéo cắt một cái gì đó mà không có sự do dự gì cả, cắt phăng nó đi. Ví dụ như là sakana o zubari to kiri otos, cắt phăng con cá đi. Hay là nó mang nghĩa là nói thẳng. Đấy, chỉ trích một cách chính xác, nói toẹt, nói huỵch toẹt ra không có ngại cái gì đó ấy, thì sẽ dùng cái từ này nhá. Các bạn cùng xem cái nào phù hợp này. Nghe một câu của Kimura ấy, của anh chị Kimura, mà cái sự việc lúc đó ấy nó đã sống lại, nó đã ùa về đúng không? Đấy, ở trong tâm trí của tôi. Này, zubari không đúng đúng nhỉ? Nó ùa về một cách gì đây? Một cách rõ ràng, cái này dùng từ semê. Này. Câu số 2 này. Con trai tôi ấy nó từ bỏ cái môn bóng chày mà nó chơi từ trước đến nay để nó chuyên tâm vào học. Bỏ một cái gì đó một cách dứt khoát rõ ràng, các bạn không dùng từ zubari, các bạn dùng kipari. Kipari sẽ đi với akirameru là từ bỏ một cách thẳng thừng dứt khoát, hoặc là đi với yameru. Câu số 3 này. Anh chị Mori là một người rất là kichomen, rất là ngăn nắp. Sách ở trên bàn ấy thì luôn luôn được đặt, được xếp. Đây này phải là gọn gàng đúng không? Không phải là zubari. Cái này các bạn phải dùng từ kide đúng không nhỉ? Kide ni hoặc là kichinto. Vậy thì chỉ còn 4 là chính xác thôi. 4 là gì đấy? À, Yuji ni jibun no ke kette o zubari to shiteki sarete shibaraku ochikonda. Tôi được người bạn đúng nhỉ? Chỉ thẳng cái khuyết điểm của mình. Đấy, nên là tôi làm sao đây? Nên là tôi cảm thấy suy sụp một thời gian. Bạn không có nói khéo gì cả, bạn chỉ thẳng luôn. Và tôi cảm thấy buồn, tôi cảm thấy suy sụp khi bị như thế. Đúng đây phải là 4 đúng nhỉ? Dấu hiệu là Keteo Zubarito Shiteki Sareru. Đấy. Thì đó là cái phần chữa đề.
Thì theo quan điểm cá nhân của Sensei, đề này dễ hơn nhiều đề khác. Bởi vì sao? Bởi vì là người ta ra rất là nhiều các cái từ mà các năm trước đã từng ra, hoặc có thể là nó xuất hiện nhiều từ ở trong cái cuốn sách Gô Ý Đế Ký Đựng mà Sensei biên soạn, nên là Sensei thấy nó quen. Ví dụ từ Zubari này, từ Constanto này cũng ở trong cuốn Gô Ý Đế Ký Đựng này, nên là bạn nào mà muốn có thêm tài liệu để học ấy, có thể tham khảo các video ở trên trang YouTube Ánh Sensei nhé, ở phần video về Gô Ý Đế Ký Đựng các bạn ôn tập thêm. Đấy. Hy vọng là các bạn sẽ ôn tập thật tốt cho kỳ thi sắp tới. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, mong các bạn sẽ luôn ủng hộ theo dõi các video trên trang web, trên trang YouTube Ánh Sensei, cũng như là các bài viết ở trên Facebook Ánh Sensei. Nếu các bạn có mong muốn được học trực tuyến, giao lưu trực tiếp với Sensei thì có thể nhắn tin cho page Ánh Sensei hoặc là comment dưới video này. Sensei sẽ liên hệ. Chúc các bạn học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các bạn. Hai, mata, hai ma chỗ.